Hiện tại là mình đang đứng trước Khai Phong phủ. Đây phủ của Bao Thanh Thiên, Bao Chuẩn, Cổ Đầu Đao, Long Đầu Đao. Ở nhà giam, bên nhà lao dành cho nam, bên này là nhà lao dành cho nữ. Ở chỗ này là ép giải phạm nhân bằng kè chua thối lên. Là cái con cua long. Đây, thì con cua này rất là nổi tiếng về gạch. Thì bạn ăn gạch này á. Xe. Đây món đặc sản phủ Khai Phong. Đây là con rót. Thì ngắt cái đầu này ra. Đầu tiên mình ăn thử chỗ này nha. Đây là tô lòng. À, nguyên một bộ lòng. Đưa cùng tôi mất. Món gì vậy bạn? Món gì ăn gì đông hả? Ở đây món này rất là nổi tiếng, bạn xếp hàng quá trời luôn bạn. Nó thơm quá bạn, trứng vừa ung vừa thiên chiên luôn. Đây nguyên một rổ trứng vịt lộn luôn, thơm, trứng giữa, trứng đồ nè. Rắc gì gì nữa. Ok. Rồi thôi. Ok. Ê, vịt lộn bên Trung Quốc chiên lên gì luôn bạn. Thử coi. Ok bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại thành phố Trịnh Châu. Thì đây là chính xác là mình đang đứng trong nhà ga Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam. Thì đây là một trong những tỉnh rất là đặc biệt, đó là dân số bằng với Việt Nam mình luôn, 95 triệu dân các bạn à. Thì là một trong những thành phố đông dân nhất ở tại Trung Quốc các bạn à. GDP tương đương với Ả Rập Xê Út, giàu gấp đôi Việt Nam mình. Đây, mình đang ở nhà ga Trịnh Châu thì rất là đông, đông kinh khủng luôn các bạn. Thì Trịnh Châu cũng chính là cái video trước mình đưa cho bạn coi Thiếu Lâm Tự các bạn à, cũng nằm ở tại Trịnh Châu nhưng mà nằm ở tên thị xã gọi là Đăng Phong. Thì bây hôm nay á, mình sẽ dẫn các bạn đi tới Biện Kinh. Bạn này chơi võ lâm truyền kỳ biết là Biện Kinh với Tương Dương đúng không bạn? Hôm nay chúng ta sẽ đi qua Biện Kinh, còn cái tên gọi khác là Khai Phong phủ, và chúng ta sẽ review gọi là Bao Chuẩn, Bao Thanh Thiên. Coi thử cái phủ Bao Thanh Thiên, bạn hay coi phim tuổi thơ rất là nhiều của bố mẹ anh chị em các bạn rất là nhiều đúng không? Thì hôm nay theo chân mình qua coi thử là cái phủ Khai Phong Bao Chuẩn nó hiện tại là như thế nào các bạn. Thiệt sự nhà ga này nó đông kinh khủng, phải đông lắm các bạn, không dễ mang luôn. Nghĩa là dân số Việt Nam mình 100 triệu dân á, là trải dài hết khắp cả từ Bắc tới Nam, nhưng mà riêng cái tỉnh Hà Nam này là dồn hết vô đây 95 triệu dân các bạn. Thì Hà Nam là gì bạn? Hà Nam có nghĩa là một cái tỉnh nằm ở phía nam sông Hoàng Hà. Thì cái chỗ này còn gọi là Trung Nguyên. Ngày xưa các bạn hay biết là tiếng về Trung Nguyên này nọ, thì đây là gọi là Trung Nguyên nha các bạn. Nơi phát tích của người Hoa Hạ, là nguồn gốc của người Trung Quốc đó các bạn. Thì theo chúng mình qua Biện Kinh, nơi trị vì của năm đời vua thời nhà Tống. Ok các bạn, hiện tại là mình đang đứng trước Khai Phong phủ các bạn à. Đó, đây phủ của Bao Thanh Thiên, Bao Chuẩn các bạn. Thì trước mặt có hai con sư tử đá rất là to hùng dũng. Người ta trang trí thêm mấy cái trống nó kêu on kìa. Thì đây là Khai Phong phủ các bạn. Ở đây thời nhà Tống. Thì đây cho bạn coi nguyên chỗ này là nguyên cái hồ rất là đẹp. Cái hồ này vòng tròn này. Thì ok, thật tranh thủ mình sẽ đi vô review cho bạn coi Khai Phong phủ. Thì trong phim như này ngồi đời khác gì các bạn. Bạn nào tuổi thơ hay coi nhiều Bao Công thì theo chung mình vô coi Bao Công sửa án các bạn. Khi bạn kêu on thì chỗ này cái trống này là nghĩa là bạn án on rất là to, bạn mới được đánh cái trống này nha các bạn. Đánh trống bụp 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 nữa các bạn. Nó nghĩa là bạn rất on rất là to, trống là đánh cái kẽn bên này. Thì bạn biết tại sao phải án rất là to mới kêu mà mình giải thích cho bạn coi. Nhiều khi bạn coi phim Bao Công bạn sẽ không có hiểu là khi mà họ đánh trống kêu on là như thế nào, thì Bao Công chất to như thế nào. Thực sự là Bao Công là phủ Doãn, phủ Khai Phong. Thì đây là cái phủ Khai Phong, mà Khai Phong là gì các bạn? Khai Phong chính là thủ đô của nhà Tống các bạn. Có nghĩa là nó tương đương với Bắc Kinh bây giờ các bạn. Nghĩa là cái chức của Bao Công là nhị phẩm, nghĩa là phủ Doãn, phủ Khai Phong tương đương với thị trưởng của Thượng Hải, có nghĩa là tương đương với chức chủ tịch tỉnh. Mà chủ tịch tỉnh đây là gì bạn? Không phải tỉnh bình thường nữa mà là thủ đô, nghĩa là giống như Bắc Kinh vậy á. Bạn bị mất con gà, con chó, con heo, bạn cãi lộn với nhau, bạn có đi lên tới Bắc Kinh để gặp chủ tịch Tập Cận Bình hay là gì để kêu on, bạn không có nha. Phải qua là sơ thẩm rồi tới phúc thẩm rồi giám đốc thẩm rồi mới lên gọi là Supreme Court chỗ này á.
tiếng Anh cho dễ hiểu là Supreme Court, tòa án nhân dân tối cao các bạn, cực kỳ tối cao luôn. Lên tới chỗ này là nó tương đương với Hà Nội, tương đương với Bắc Kinh. Thì cái chỗ phủ Khai Phong này bạn phải hiểu là cái chức của ông bao chuẩn rất rất là to. Nên không phải bạn coi phim bạn thấy là tới gõ trống không, gõ cái chuông cái chỗ này các bạn. Rất là vang các bạn. Không phải là bạn muốn gõ là gõ đâu các bạn. Cái chỗ này là giống như bạn kêu on tới Bắc Kinh hoặc là bạn chạy đến tới Hà Nội vậy, giống như là bạn là người Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, không thể nào có án gì là bạn chạy lên tới Hà Nội được, bạn phải qua cái tòa của đó, của Lâm Đồng rồi phải qua mấy cái tòa của Nha Trang gì đó, tới Khánh Hòa gì mới lên được tới chỗ này. Nên khi mà bạn vô trong cái chỗ phủ Doãn Khai Phong này á, bạn thấy lúc mà coi phim không? Lúc mà đánh trống kêu on á, xong mấy lính ra kêu: mà làm gì mà gõ trống ồn ào mày, mày tao bắt tao gô cổ mày không? Kiểu gì các bạn? Nghĩa là tại vì chỗ này đang là thủ đô của nhà Tống. Và chức của ông bao chuẩn là tương đương với chủ tịch tỉnh của thủ đô. Đó, ok, giờ theo chân mình vô đây. Đó, giải thích cho bạn dễ hiểu, mà coi phim mà sẽ không có hiểu cái đó. Vô đây các bạn. Đó. Này. Rồi, thì vô đây là bạn thấy là đây là con dấu. Con dấu của bao công. Mỗi lần xử án thì đóng cái đùng. Chán. Đây là kiến trúc thời nhà Tống nha bạn, cách đây khoảng 1000 năm. Thì bao công sinh khoảng năm 999. Trước mặt có cái chữ các bạn. Cục đá này các bạn. Thì rất là to, đặt giữa phủ Khai Phong. Thì sau lưng này chỉ có chữ các bạn. Sau lưng này có mấy hàng chữ nè, 16 chữ các bạn. Thì để về mình Google dịch cho bạn cái 16 chữ này là gì nha. Nhưng mà nói chung là ổng là cả đời nổi tiếng về liêm khiết và không sợ cường hào ác bá, không sợ quan lại con cháu của vua luôn các bạn. Nên ổng gây sự rất là nhiều người. Thì mình nói bạn là ổng sống tới năm 62 tuổi thì ổng bị, người ta nói là ổng bị bệnh xuống rất là nhanh. Có 9 ngày ổng bệnh, sau đó 13 ngày là ổng chết luôn các bạn. Nên người ta nghĩ là ổng sau khi ổng xử, người biết cuộc đời ổng xử tới khoảng 30 người là quen biết trong quan lại họ hàng của vua. Nên ổng bị người ta ghét thù rất là nhiều nên bị hạ độc các bạn. Thì người ta nói ổng bị hạ độc chết. Đó, hướng vô đây. Trước mặt mình, đây là phủ Khai Phong. Ok các bạn, đây là phủ Khai Phong. Thì ông bao công sẽ ngồi chỗ này các bạn. Đây, bao công sẽ ngồi chỗ này. Thì trước mặt mình đây các bạn, đây là cái gì bạn? Đây rất là nhiều, bạn coi phim rất là nhiều. Cẩu đầu đao, hình chó rất là nhìn dễ thương các bạn. Có tiền quá trời luôn, thấy không? Bạn có trời tiền luôn. Thì cẩu đầu đao nha. Cái bên hướng qua đây nè mới thấy nè. Nè, coi bên này. Đó, cái cẩu đầu đao các bạn thấy không? Này giống như dao mà sắc râu cho heo ăn các bạn. Đó, cái này là để làm gì bạn? Chẻm dân thường. À, chảm thứ dân, nó là cẩu đầu đao. Ui, nhìn đẹp chưa. Tiếp theo là chính giữa này là lông đầu đao. Thì lông đầu đao là rất là to rồi. Mình qua trước đây. Qua đây các bạn, qua đây là hổ đầu đao nè. Hổ đầu đao qua đây các bạn. Amen qua đây đó. Hướng bên tay phải là hổ đầu đao, là chảm quan lại chức lớn các bạn. Bạn thấy chưa, nhìn con hổ, nhìn chó nhìn ngầu hơn hổ luôn các bạn. Bữa trước họ rờ trên này nó là láng, bây giờ mình rờ không có tới được các bạn. Nhìn đẹp không? Thì chính giữa này sẽ là lông đầu đao, là chạm những người mà thân thích với họ hàng của vua. Đó, nhìn rất là đẹp bạn. Các bạn đi gần là zoom lên cho bạn xem. Nhìn to nặng lắm các bạn. Đó, lông đầu đao. Thì bạn biết lông đầu đao này chạm ai các bạn? Thì các bạn lùi lại xíu nè. Lông đầu đao là chạm, ngày xưa là chạm Bàn Dục, rồi chảm Phò Mã, Trần Thế Mỹ các bạn. Đó, con cháu Bàn Dục, Bàn Thái Sư các bạn. Đó, thì đây là ghế của bao công, bạn thấy không? Bao công ngồi có chỗ quăng cái chảm nè. Nó mới thành quăng chảm các bạn. Đó, thì em bên lùi lùi lại xíu cho bạn thấy bốn chữ trên này là gì các bạn. Mình đọc được tiếng Tàu luôn á bạn. Thiết diện vô tư. Thì nói cho bạn biết luôn á, là ngày xưa trong chính sử là không có cẩu đầu đao, lông đầu đao hay là hổ đầu đao nha các bạn. Và cũng không có Thượng Phương Bảo Kiếm và Tiền Trảm Hậu Tấu như bạn coi trong phim đâu, nhưng mà ở ngoài đời thì là không có nha các bạn. Phủ Khai Phong này là phủ có thiệt trong lịch sử, và trong chính sử thì không có ba con này. Thì trải qua hàng ngàn năm từ thời phong kiến tới thời nay luôn mà họ vẫn thờ bao công á. Tại vì ổng là thiết diện vô tư, không để con cháu của vua này nọ, ổng xử hơn 30 người là thân tộc quý tộc, thân với vua rồi quan lại các bạn. Thì họ ổng gây sự rất là với nhiều người có chức có quyền. Nên ổng khi mà mình nói bạn năm 62 tuổi á, thì ổng khoảng 9 ngày ổng bị trúng độc, sau đó là 13 ngày là ổng chết. Thì khi ổng chết á, ổng được chôn, ổng được chôn ở tỉnh ổng, là tại ổng sinh ở tỉnh An Huy, nằm ở dưới, không phải ở tại Khai Phong này nha bạn, ở tỉnh An Huy. Thì được đưa về đó. Thì các bạn biết á, là sau đó là cách mạng văn hóa Trung Quốc, cách mạng văn hóa các bạn ạ. Thì cách mạng văn hóa mới kêu là
Bao Công á là người còn còn gì xem mà còn đáng ghét hơn là Quan Tham các bạn. Tại vì Bao Công là người ủng hộ chế độ phong kiến nên cần phải bị dẹp bỏ, đập bỏ bàn bàn thờ họ, tổ họ, rồi mồ mả xác thì được bới lên để làm nhà máy công nghiệp các bạn. Thì bạn biết là sau này thì người ta mới khôi phục lại xác, cái lại xương cốt của Bao Công á, xong rồi để ở dưới tỉnh An Huy. Thì họ xét nghiệm ra thì người ta trong dân gian người ta đồn ông Bao Công là bị bỏ thạch tín chết hoặc là thủy ngân. Thì thạch tín là arsen các bạn, thì chất đó rất là độc, chất đó gọi là chất độc của cực độc dành để giết vua, được mệnh danh là vậy luôn. Mà tại vì bạn biết coi qua phim phong kiến nhiều, bạn biết là cái chất arsen nó là thạch tín các bạn, thì hay bỏ vô cho vua ăn xong chết không biết tại sao chết các bạn, thì rất là đem ra để ám sát rất là nhiều trong phim phong kiến. Thì cái chất arsen là gì, thạch tín là gì, hay làm trong những thuốc trừ sâu đồ này nọ các kiểu các bạn đó, thì nó rất là nhiều hợp chất rất là độc. Còn thủy ngân thì bạn biết rồi, cho mình là review bạn coi phim Tần Thủy Hoàng rồi, bạn coi trong tập Tần Thủy Hoàng rồi. Thì họ xét nghiệm xương của Bao Công ra thì thấy xương của Bao Công thì thật sự là không có thạch tín này nọ các bạn, thì không phải là bị đầu độc. Thì tới thời bây giờ thì con cháu của Bao Công vẫn còn nha bạn, họ Bao vẫn còn, và ở dưới tỉnh An Huy họ có những cái làng xã hoặc những con đường là tên đường Bao luôn bạn. Thì ổng là Bao Chủng mà bạn, Bao Chủng, Bao Thanh Thiên, Bao Công là họ Bao nha các bạn, vẫn còn tới bây giờ. Thì mình sau khi review bạn coi lịch sử bạn thấy không, trải qua cuộc cách mạng văn hóa thì rất là nhiều cái dấu tích di tích lịch sử thời phong kiến để lại đã bị phá rất là nhiều các bạn, họ sau này họ phải phục dựng lại rất là nhiều. Thì sau đó thì Bao Công được tôn thờ lại các bạn, chứ lúc đó là bị coi là nguy hiểm hơn cả bọn Quan Tham là ủng hộ chế độ phong kiến các bạn, thiết diện vô tư, nhưng mà cuối cùng bị xét lại rất là nhiều. Thì đó, thì ổng chuyên gia xử án oan, và tới khi tới cuộc đời ổng tới thời hiện đại lại bị oan nữa các bạn. Đó là một điểm mà mình nói sơ sơ cho bạn nghe, thú vị thôi các bạn. Đi một vòng cho bạn coi phủ Doãn, phủ Khai Phong ở cái chỗ này hay để biển Vương Chiều Mã Hán uy bạn, đúng không nè. Thì dạng một vòng nè, đây là phủ Khai Phong các bạn đó. Ở sau này có chữ rất là nhiều. Thì sau đây có tấm chữ ở chỗ Bao Công ngồi các bạn. Quăng qua đây, hướng qua đây thì mình sẽ vô trong này là mình sẽ thấy được cái chỗ ngồi. Đây, cho chỗ này là mình sẽ thấy, bạn sẽ thấy được ông Bao Chuẩn các bạn. Bao Chuẩn, Bao Thanh Thiên thì bạn hay gọi là Bao Hắc Tử, Bao Hắc Thang gì, Bao Đen. Nhưng mà bạn nhìn kỹ vô đây các bạn sẽ thấy không, là Bao Chuẩn dây bỉ rất là hồng hào, sáng láng, trắng trẻo, rất là đẹp trai các bạn. Ngồi bên cạnh là các quan nó đang nghị sự bàn bạc. Thì bạn thấy không, Bao Chuẩn đâu có đen giống như trong tưởng tượng các bạn, trong phim bạn coi đâu, thấy không đó, đã thấy chưa, Bao Chuẩn có đen đâu. Đây bạn coi nè, đây là bức họa truyền thần của Bao Chuẩn ngày xưa, bạn thấy chưa nè, Bao Chuẩn nó có đen đâu. Bạn thấy không, bức họa là truyền thần từ thời nhà Tống tới bây giờ chuyển qua tới nhà Minh, nhà Thanh đó, bạn thấy không. Bao Chuẩn cho bạn coi thì bạn thấy thì tại sao ổng lại bị gọi là Bao Chuẩn là bị là mặt màu đen này nọ như trong phim bạn coi các bạn. Thì các bạn biết là Trung Quốc rất là nổi tiếng về gọi là kiểu như là diễn kinh kịch các bạn, diễn mà họ diễn trên sân khấu thì họ làm mặt trắng là tiểu nhân, còn mặt đỏ là nghĩa là anh hùng dũng cảm này nọ, gọi là họ quân tử, còn mặt đen nghĩa là chính trực công minh, hiểu không bạn, hiểu không, nó là nghĩa khí chính trực này nọ, là nên cái mặt đen đó là được khi mà diễn hát bội á thì là ông Bao Chuẩn phải tô mặt đen lên, thì để cho dễ hiểu là giống như Trương Phi là phải mặt đỏ như gốc lên các bạn đó, thì mặt trắng là giống như bạn nghe ngày xưa coi chuyện Kiều của Nguyễn Du ai mặt trắng các bạn. Thì bạn nhìn thấy là cái mặt của Bao Chuẩn trong cái này thì bạn thấy màu đen không, thì đó là trong phim các bạn, trong phim bạn coi trong phim nè, Vương Chiều Mã Hán, Chu Long Triệu Hổ đó, Công Tôn Sách ở sau các bạn, thì có chuyển chiêu này nọ nữa các bạn, đúng không. Kim Siêu Quần thì đây là cái diễn hình tượng của Kim Siêu Quần các bạn, chứ bình thường hồi nãy cho bạn coi bức tượng ở trên đó thì Bao Chuẩn rất là trắng các bạn, không có đen. Đây các bạn, chỗ này là sẽ chỗ vô nhà giam, bạn coi phim Bao Công nhiều thì giam phạm nhân ở đâu này nọ cái kiểu, để trước khi xử án thì đây chỗ này có hai quân lính đã chờ trong phim các bạn, thì vô chỗ này là sẽ giam phạm nhân các bạn. Đây cho bạn coi nè, đây chỗ này là nhà lao, cho bạn dễ hiểu là thời xưa gọi là nhà lao. Đây thì bạn thấy chưa, vô đây là bạn sẽ xích nhà lao nè, đây bạn sẽ bị cùm chân
xong bạn cột vô vậy nè, chú mi nghe là cứu tôi với các bạn. Đó, sẽ cột vô đây là nhìn chữ thập này, hướng đây là sẽ bạn sẽ chỗ này là bạn sẽ thấy là cái hai bức tượng đứng canh. Thì bên này là mình nghĩ là nhà lao này là nam giới hả? À nam giới, đây là cho nam, đây là nhà lao dành cho nam, bên này là nhà lao dành cho nữ các bạn. Đó, thì vô đây cho coi các bạn nhà lao dành cho nam coi. Đây là nhà lao dành cho nam nè các bạn. Ui mấy người nó tối thui à. Thì đây nè, chắc ghi chữ là phạm nhân gì các bạn. Thì mình sẽ mở xíu đèn flash lên thấy đường vô mới không. Tối thui như này. Đây là nơi giam giữ phạm nhân. Ui các bạn, nó tối thui à. Đây, đây là cỏ nè. Thì khi mà giam phạm nhân lên nó ngồi nó buồn nó khắc chữ các bạn. Khắc chữ khắc đồ, lại là cỏ. Này khắc chữ là các bạn thấy không? Đây nơi giam phạm nhân. Qua đây nữa nè. Đây là chỗ để giam phạm nhân nha các bạn. Đó. Đó, mình nằm chỗ này. Thì đây là các hình phạt. Các hình phạt tra tấn này nọ. Qua đây, ở nhà củi, nhà lao. Bạn thấy nhà lao nó tối thui vậy các bạn. Đó, mà ở trong này nó tối lắm. Tối quá. Đây mình cũng sợ thấy mẹ luôn. Vô ok phải không? Đi hướng cái này ra cho nó nhanh. Các hình phạt rất là nhiều các bạn. Họ để ra đây là rất là nhiều hình phạt. Thời ngày xưa á, bỏ vô nồi đồ này nọ tùm lum. Ui nhìn ghê quá. Ui đã được đóng cửa rồi. Đây. Đây. Mình nghĩ nhà lao này giao cho nữ rồi các bạn. Các chữ nữ này phải không? Nhà lao này chắc cho nữ ha. Này phạm nhân nè. Đây là vợ trai đây. Mình ngó thử các bạn. Đây kêu mẹ. Đó. Nhìn ghê quá mẹ luôn. Có cái cùm nè các bạn thấy không? Nhà ngục á. Đây lúc nghĩ trong ngục tối luôn á. Đó. Thì đây là nhà ngục. Đây. Chỗ này là chỗ đi áp giải phạm nhân rất là nổi tiếng bằng cà chua thối nè các bạn. Đây. Quen chưa? Ở chỗ này là ép giải phạm nhân băng cà chua thối lên, băng ép giải đi ra công đường đi vòng dạo phố bêu réo các bạn. Vô đây thì mình sẽ nhốt caramel vô đây quay cho bạn xem thử sao. Thì trên này nó có cái còng nữa các bạn nè, chọt cái đầu vô xong đưa hai cái tay lên và sẽ chọt cái đầu vô chỗ lỗ to đó rồi đưa hai cái tay lên chỗ hai lỗ nhỏ. Nhìn mắt cười các bạn, đây là cái củi. Thì phạm nhân bạn hỏi sẽ nhốt sao đây, thì sau lưng này có cái chốt rất là kiên cố bạn, phạm nhân là không có thể mở được bằng cái này đâu bạn. Nè đó, kiên cố không bạn. Rồi nhốt vào cái củi này. Rồi về giam giữ phạm nhân. Nhìn vui đẹp chứ bộ. Đó, chỗ này là có ông bao chuẩn thiết diện vô tư ngồi các bạn. Hả? Đây. Ông rờ mà láng hết các kiểu luôn bạn, trước nhà giam á. Đây là quay cảnh làm việc của những người làm trong phủ bao chuẩn. Thì họ việc xớ tấu này nọ các kiểu rồi phụ giúp cho bao chuẩn các bạn. Đó là chỗ làm việc. Đó, chỗ này quanh đây thì có cái tháp rất là to, bạn có thể leo lên cái tháp trên đó. Vô tháp. Của bao thanh thiên các bạn, không có cái vần trăng khuyết trên trán, cái hình tượng trăng khuyết đó là thì trong phim thôi, nhưng mà trong chính sử thì viết thì không có. Ở trên này là sẽ nhìn thấy khuôn viên ở tại phủ Khai Phong rất là đẹp, có cây liễu nè, có hồ sen ao cá. Mình nói các bạn cái kiến trúc mà đấu nối kiểu này thì rất là nghệ thuật các bạn. Ngày xưa họ làm những cái cột trụ chắc như vậy, không cần đinh, cần đình ốc gì đâu, chỉ là gỗ họ đối với nhau vậy thôi, rất là hay. Ok thôi, nói chung là mình đi bạn sơ, thì giờ chúng ta đi vô khám phá ăn uống trong thành phố Khai Phong. Hồi nữa là ngày xưa bao công ăn cái gì các bạn. Ok các bạn, mình đang đứng chỗ kiểu là trung tâm của thành phố Khai Phong. Hướng ở đây có cái sau lưng là có cái lầu rất là đẹp, làm giữa con đường. Chỗ này dọc những con đường trong này sẽ có đồ ăn, đồ uống trong này. Ở đây tới trời mùa đông mấy xe máy người ta có cái bao tay rồi để cho nó áo khoác là nhìn vui các bạn.
chiên chiên có chạy cá chiên viên chiên gì món hả? Ủa mấy ăn có rượu thì tốt chiên nữa nè. Vậy là ớt đồ nhiều quá. Lúa thảo trứng thai cậu làm ngoài đẹp nhá. Bán nước, làm nước trà nóng cho mày uống mùa đông. Các loại nêm, các bạn uống trà của này cầu kỳ với mày. Nhiều cái topping không? Cho nước bí nè. Quả cạp. Để thấy quả cạp nào rít trời rớt luôn mà. Có vô các bạn thấy rớt chưa? Tại giờ ăn cũng rớt chưa bạn. Đây là quả cạp nè. Rồi nhông, rồi nhộng. Châu chấu. Ui cái gì độc lạ. Ôi cái ngoài này nhìn độc lạ các bạn. Nhìn hấp dẫn lắm. Cua lông là nổi tiếng bên Trung Quốc. Trời khó. Trời khó rồi bạn. Đây là quán hải sản ở bên Trung Quốc. Hàng cá lăng. Nem. Đây là tôm tích. Gà chít ra nó gà. Gà phít nữa nè. Đây là con quá trời con mặt. Ngon nhá. Hồng nước phô mai nữa nè các bạn. Ăn gì cái men ăn gì ăn thử món seafood nè. Trà là gì? Dạ dạ ok. Chu. Đây mình chắc ăn thử mấy con rót này không sao mà. Đây bạn. Rót này thử nè. Má còn rít rót luôn bạn. Bạn dám ăn không? Bỏ càng nè. Bỏ hai càng, hai càng. Ghê vậy. Ok mình mua đống này hết 100 tệ khoảng 350 ngàn. Đây. Giờ về đây mình ngồi mình ăn cho bạn xem. Không khí ở tại ok. À ok, đây ạ. Để bên đó. Trời ơi các bạn. Hi. Cái này không được ăn nhưng mà ta cứ chuẩn bị xem. À ok. Chắc khỏi. Ok bạn, mình mới mua cái đống đó để đi chế biến. Giờ mình xin ăn cái này, mình review trước cho bạn xem đồ ăn thời nhà Tống mà. Ngay tại phủ Khai Phong thì không khí nhộn nhịp lắm bạn. Ôi, đông đen nhộn nhịp luôn. Vui các bạn. À. Giờ mình sẽ ăn thử đồ ăn dưới Khai Phong phủ. Thì nói cho bạn biết luôn á, thì cái Khai Phong, thành phố Khai Phong bây giờ nó giống như là một cái thành phố như là bạn nghĩ là Long Khánh, Long Thành gì đó gần Sài Gòn các bạn ạ. À. Nghĩa là nó không có giàu, nó không có phát triển, nó cứ đều chậm hơi nghèo nghèo các bạn. À. Thì tại sao bạn, nhiều bạn sẽ hỏi thắc mắc là tại sao lại Khai Phong ngày xưa là thủ phủ của kinh đô của nhà Tống mà thì bây giờ lại nhìn nó không có được phát triển. Thì các bạn biết là ở bên Trung Quốc á,
thời nhà Tống á, là xảy ra một cái nạn gọi là một cái biến cố là làm quốc nhục các bạn, là vua Tô nhà Tống là phải đi qua bên hầu nhà bên nhà Kim, là Tống Kim các bạn, thì qua làm chăn ngựa chăn dê rồi ở tù tùm lum tà la hết á, nên đó là một giai đoạn lịch sử rất là đáng quên. Sau đó ra Nhạc Phi rồi các kiểu các bạn, nhớ không? Đây mình ăn thử con ốc bu của tại Phủ Khai Phong các bạn này. Ốc bu á, họ bỏ vị ớt cay kiểu Tứ Xuyên các bạn. Đây nó mới ăn sao à, hút à. Trời ơi, nó đắng 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 cũng ok, cũng thơm thơm bạn. Tiếp theo cũng có ốc này nữa nè, ốc này các bạn này, ốc này đây lỡ lên, ốc này giống ốc ốc gạo hả, ốc dừa giòn ngon. Đây thử con tôm tích, con tôm này to to rất nhiều caramel nè. Đây tôm tích nè bạn, ăn sao đó. Đây thịt tôm tích khá là mềm mà. Làm cây cây bên Trung Quốc lạnh lạnh ăn, ngồi ăn cây cây mấy món này ngồi múc 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 cũng hợp mấy không. Nè đây tôi bị ra miếng tôm tích nè, thì nguyên một cái dĩa này, hai dĩa này bán á, hai này chỉ là có 70 thôi, còn mấy con kia là 100 luôn các bạn, 100 tệ. Đây là cái con cua cua lông. Đây cua lông thì rất là nổi tiếng ở vùng Tô Châu, bữa review cho bạn coi á. Nè nó có gạch nè các bạn thấy không, thì con cua này rất là nổi tiếng về gạch, thì bạn ăn gạch này á họ là bỏ vô họ nấu canh nấu cơm nấu đồ tùm lum là ngon các bạn. Đây nổi tiếng về gạch, đa số là gạch thôi bạn. Ôi nó béo thơm. Béo thơm mà đuối quá ngon á đó. Xe đây, đây món đặc sản Phủ Khai Phong đó bạn. Đây là con rớt, con rớt này có giá là 20 tệ một con, này là khoảng 60-70 ngàn các bạn. À, mới chiên giòn lên, giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn, nó có cái đầu luôn. Giờ mình sẽ ngắt cái đầu này ra với con rớt. Đây đầu tiên mình ăn thử chỗ này nha. Ồ, nó chiên giòn lên ngay như snack đúng không, nhìn nè chân nó đi nè, con rớt nè bạn, đầu tiên mình ăn luôn á, ngon đúng không, con rớt này ngon. Cũng ngon. Good. Tiếp theo đây là con nhộng. Con nhộng này là có giá cũng là 20 đồng một con, là 10 đồng một con là 30 ngàn, hai con cũng 60 các bạn. Nó ngon rụm à, làm như snack luôn, cay 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 mình ăn cũng vui mồm các bạn, không ngờ cũng ngon các bạn. Nhìn vậy mà cũng ngon, cũng vui. Tiếp này cái con này mi mắt nè bạn, đây là hàng gọi cạp, một con 25 tệ, tương đương với khoảng 90 ngàn á, 70-80 ngàn á. Hai con này là hết 50 tệ, hai con này là 200 ngàn á, gần 200 ngàn một con, còn 100 ngàn nha các bạn. À. Đây mình sẽ nhai thử con bọ cạp. Con này mắc nè. Ngon đụm. Nhai cái bụng nó nha, nhai cái bụng nha. Cũng giòn các bạn. Cái cách làm của Trung Quốc nó làm cho nó giòn lên nhìn nó ngon các bạn. Đây giới thiệu châu chấu ba con. Ô bà cạp nó khét không à. À đây mình sẽ nhai châu chấu nha. Nhai đầu luôn, cái bụng con này nó có thịt, bụng châu chấu nó có thịt nha, ăn cũng khá là bùi bùi. Ủa, bùi bùi các bạn, không nhờ châu chấu này có bụng mới thịt bùi bùi ngon, công nhận. Con rớt là thấy cũng ok các bạn, trong này thì mình thấy con rớt này cũng ngon. Vừa lại miếng nha caramel. Tôi mấy này ăn bậy bạ nó dị ứng các bạn đó. Mình review cho bạn sơ sơ mấy cái này thôi, chút nữa mình đi review ăn thêm cho bạn coi thử là mấy món khác như thế nào các bạn. Con ốc bu này bị lần đầu tiên mình ăn luôn mà bị nó cay cay theo kiểu cay ớt Tứ Xuyên các bạn. Rồi thì đó, mình nói bạn biết đó, thời nhà Tống á cũng xảy ra cái quốc nhục, cái quốc nhục mà thiên thu luôn á, không sao gục rửa luôn á, là đi qua làm bắt làm con tin cho mọi rợ bên nhà Kim các bạn. Nè nè, chơi Võ Lâm thì có biết là Tống Kim đúng không, rồi Biện Kinh Tương Dương, thì đây chính là chỗ Biện Kinh
nơi các bạn hay ra quýnh lộn nhau, hẹn nhau ra cổng 12 giờ, cổng 6 giờ thì quýnh lộn nhau ngoài Biện Kinh, các bạn nhớ không? Đây là Biện Kinh nha các bạn, bây giờ gọi là Khai Phong. Anh nào đi vòng vòng tiếp đây. Mấy món chân giò nhìn ngon nha. Mấy mình coi thử cái bán, họ bán cái gì các bạn. Ủa cái món gì nhìn ngon, nhìn lạ các bạn. Món gì thế? Ủa dính lộn chiên các bạn. What is this? Trái mở rồi. Ủa thơm các bạn, trứng vừa ung vừa thêm chiên rồi, trứng giữa rồi tùm lum mà. Cái hai hép đấy chu đó, bạn nhìn nhìn cái trứng vịt lộn, mình bắt ăn vịt lộn các bạn. Ủa chiên các bạn thấy không nè, chúng bắt họ cũng ăn trứng vịt lộn nữa các bạn, nhìn ngon các bạn. Ui đây các bạn, đây nguyên một rổ trứng vịt lộn thơm, trứng giữa, trứng đồ nè, à, trứng bình thường. Ờ à, nhìn ngon á, họ chiên nó hết luôn bạn, họ không ăn sống tanh. Hai trái gọi là gì? Liền cơ. Liền cơ. Hai quả các bạn. Nhìn chiên nhìn ngon ha. Trứng giữa là một cái, mình sẽ ăn một cái trứng giữa, một cái trứng bình thường ấy. Đó, nó làm được rồi kìa. Đây, hai quả này đi. Đây. And... 这个 还没好呢，嗯，来三，这是好的，这是煎好的，啊啊，bẻ trái trong cùng mới ăn được nè, OK, chú, 这个，嗯，耶，十块钱一份儿，六个，嗯，要双拼还可以双拼，嗯，来份这个双拼，来 OK, 双拼好吗？来 OK, không hiểu gì luôn. À, nó à, ok, đây họ bảo không bán. À, chán vịt lộn này bán mắc cười quá bạn. Rắc gì dữ à? Rắc gì gì nữa? Ok. Lại thôi. Ok. ok 10 đồng các bạn, 30 ngàn, 35 ngàn gì đó. Ông bán tổng luôn. Ok dạ, xe sao tôi lại đó, ăn thử thôi bạn, ăn vịt lộn luôn. Vịt lộn bên Trung Quốc chiên lên gì luôn mà. Thử coi. Mùi Ấn Độ đó. Ăn cà ri, ăn ớt tùm lum á. Ăn không tanh gì luôn các bạn, như bên Ấn Độ á. Cũng ngon. 30 ngàn. Ông bán mình 3 cái trứng. 3 trứng giật. Nè, 3 trứng vịt lộn. Nè. Đang tại Khai Phong. Cái trứng này dạng như trứng gà, trứng vịt gì á. Cũng ok á. Cũng ngon á. Cũng ngon. Vì em sợ này đông mà bán được luôn á. Ra mới thấy được nè. Chỗ này cái trống. Nguyên cái này khu ẩm thực các bạn. Cũng tại Khai Phong phủ. Bán được luôn á. Ủa ăn ngon các bạn. Lạnh ngồi ăn vịt lộn mà chiên. Ủa, nó ăn được không? Ủa, cũng khen hả? Bán được rồi hả? Quăng. Bán nước rồi các bạn. Nước mở nè. Ok, quăng. Tùm lum á. Không pha nước à.
rồi. Ăn khát nước. À, phải pha sữa. Trong cái bình nước nóng. Đây. Nước này là nước gì vậy mình không biết nha. Quậy lên. Đây mình review cho bạn coi ẩm thực Trung Quốc mà. Thì bạn sẽ bỏ những cái topping này vô hay sao màu mè nè mình không biết nha. À, đây. Dạ. Quá giờ topping luôn mà. Nè. À, bạn bỏ tùm lum topping nè. À. Táo tàu rồi tùm lum á. Sao nó sợ 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 lại bạn nhìn như súp cua á. Nhìn súp cua á bạn. Cái gì súp cua đâu. Tính tiền tính tiền. À, 10 đồng các bạn. Ba mấy ngàn á. À. Okay. Đây. Đang thử cái này là cái gì nè. Làm sạch 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 lên vui bạn như ăn như súp cua các bạn. Nhìn như nước mũi các bạn thấy không? Cũng khá lạ các bạn, nhìn như chè các bạn nè, làm như chè á. Đây, cái cục táo tàu này nãy nó cứng cứng mình ăn thử mềm không? Mềm luôn không? Làm như nước mũi á. Bốn cái này mình thấy người ta ăn cái món này nhiều các bạn. Nãy giờ thấy ai vô cũng ăn cái món này á. Nó nở phòng ra tùm lum tùm la. Cũng được. Cũng đúng là cũng ok các bạn. Ngọt. Thơm thơm. Thì ở đây rất là nhiều món bạn. Bán tùm lum tà la món nhiều quá. Đó mình review cho bạn coi sơ sơ này nguyên khu ẩm thực này nhiều món bạn. Nó nhiều món món đang tới xếp hàng thì mình qua đây để comment luôn đây thôi. Ai xếp hàng là gì ăn đông nữa không? À xếp hàng ăn cái gì mì chặt 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 kìa các bạn. Cái men vô quay cả. Món gì thế? Món gì vậy bạn? Món gì ăn gì đông hả? Ở đây món này rất là nổi tiếng bạn, xếp hàng ăn quá trời luôn bạn. Ờ, vì hàng dài luôn. Rồi cái menu đây nè, cho ta ăn nè. Từ từ nha. Đông quá. Ẩm thực khá là đông mà. Thôi, nói chung là tập này cũng khá là dài rồi. Mình đi kiếm gì ăn nữa xong mình không review nữa là bạn mệt quá. Tay xách đất mang tùm lum á. Nói chung mà ẩm thực cũng khá là đa dạng. Rắn, rết, rít, tùm lum tà la, hết thịt lộn gì tùm lum tà la, đủ món. Thì bạn nào có dịp tới Khai Phong thì nhớ tới cái khu chợ chỗ này ăn, cũng đông vui các bạn. Cũng vui. Ủa các bạn, sau khi đi dạo vòng thì mình có thấy chỗ này tập trung ăn uống rất là ngon. Mình kêu ra chỗ đây là một cái tô nè bạn. Đây là tô lòng. Lòng mề gì của con gì á quên. Con gì ta? Con dê các bạn. Nhìn khá là ngon nha các bạn. Đây cho mình bạn xem nè. Đây. Đây các bạn nhìn ngon không? À, nguyên một bộ lòng. Ngon không? Béo. Bên Trung Quốc họ ăn lòng mề rồi này nọ ngon mà. À. Thời tiết nó âm á. Thốt miếng. Ồ, trời cũng đã. À. Các bạn biết này chưa? Món hot trên TikTok. Ồ. À. Bao tử. Mình kêu phần bao tử. Cũng là thịt vô. Thì hiện tại bên Trung Quốc rất là hot món này các bạn. Trung Quốc rất là hot món này. Đi đâu cũng có món này các bạn. Thì bạn nào biết ăn thử chưa thì ăn thử nha các bạn. Mình thấy cũng khá là ngon nên mình cứ kêu hoài. Buổi trước mình ăn ở bên kia rồi các bạn. À.
Nó thịt vô trong mà. Bên này làm ngon bằng bên kia. Bên chỗ bên Đại Hồi làm ngon hơn. Đại Hồi là chính gốc. Bên này là chỗ Trung Nguyên. Sốt miếng này bạn. Ăn miếng lòng rồi. Nhìn nè. Cái sao không nhỉ anh? Lòng mềm ngon không? À dù anh. Rồi mới xiên. Xiên à. Thịt ghê, lùn nó mất. Lạnh lạnh là bên Quốc nó hay ăn chỗ này, mấy này mà ở phía Bắc. Đây là miền Trung nữa mà. Rồi. Thôi, chúng tôi mà tập ở tại Phủ Khai Phong này nọ cho bạn coi Ba Thanh Thiên không? Ăn uống gì ở tại Phủ Khai Phong, kết thúc rồi các bạn. Hẹn các bạn ở bên lần sau. Giờ tập trung cho em ăn mà các bạn đói bụng đúng không?